bữa đó đó là tại anh với chị đi làm hồ về hơi tối, cũng đi làm thì làm chỗ khác, rồi đi xuống nhà của cái người mà mình làm hồ lúc trước á chơi, rồi đi về nhà thì nó hơi tối rồi, rồi cũng gần tới nhà rồi cái chạy xe nó lộn lề, té bà xã té xuống thì cái nón ấy của mình đó, bảo hộ nó, cái nón bảo hiểm nó bị văng ra ngoài. Bà xã đập đầu xuống cái đường lậu đao thì bị chấn thương sọ não, ra bệnh viện đa khoa nó cấp cứu thì nó gỡ hộp sọ nó nuôi, nhưng mà cố gắng ta lo cho mình chỉ được 5 ngày thì giờ anh qua khỏi. Anh chị thì đi làm hồ mà nuôi ba đứa con đi học thì chắc cũng đó đắp vào đó ha, không có dư mà còn thiếu nè. Ở phần đất nhà sao ấy, còn sao đâu, phần mộ ông già bà già cũng mới mất, mẹ thì nằm ngồi có hơi tháng 2, ba thì tháng chạp 24 tháng chạp. Vậy là cha mẹ của anh cũng mới qua đời. Thì anh đi làm mướn không mà giờ thì anh cũng đâu có dự tính gì được đâu. Dạ, đúng là làm mướn cũng dở, khi mình té lăn ra ngã ra là đóng cái xương ra trước. Nên bây giờ anh đụng đầu vào gạch rồi bên kia là có bị chấn thương. Mà bởi vì cái lộ á là lúc trước nó đổ là 10 phân rồi. Cái độ không đạt chất lượng sao lại cái nhà nó đổ lên thêm 10 phân nữa. Là cái lỗ mới luôn, cái cạnh nó quá trời bé. Thành ra là hai tấc. Hai tấc mà lúc mình ngã là đập vô cạnh. Đập vô cái cạnh nữa. Ban đêm nhưng mà anh có thấy đường gõ thôi, cũng gõ mà xe anh thì nó cũng hơi tối, nói chung là cái chiếc xe là mà không đủ tiền cái sách đi cầm 5-6 tháng trời rồi mới chuộc lên được có 3 ngày đó. Đèn đuốc rồi nó cũng hơi tối nha. Đèn đuốc nó cũng hơi tối. Hôm nay ngủ kết nối thương cùng với em Tài ở bên thượng là Di Khanh Di Lóc, thì trước tiên đến thăm nhà của anh Dũng và chị Chuyển. Thì không may thì chị Chuyển gặp tai nạn đã qua đời. Thì hôm nay ba anh em có mặt tại đây để chia sẻ hoàn cảnh của anh Dũng và chị Chuyển để giúp anh một phần gánh nặng nào. Gửi cho anh Chuyển là 500 để phụ tiền nhân khối cho chị. Anh cũng biết ơn mấy em đã đến chia sẻ. Bên Úc gửi anh 50 đô. Úc tương đương với là 800 ngàn. Anh sẽ gửi anh nha. Anh cảm ơn anh. Dạ, anh Mẫn ở bên anh Úc. Mẫn ở bên Úc rất nhiều đã giúp đỡ và chia sẻ khó khăn với gia đình. Nhiều cuộc biết ơn. Em Tài U Minh Thượng Kiên Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Hiện nay em đang có mặt tại xã Xuân Hòa, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Thưa quý cô chú anh chị, nơi đây là một đám tang của chị Nguyễn Thị Chuyển. Thì thưa cô chú anh chị, thì buổi chiều hai chồng sau khi làm hồ về xong thì có ghé một người bạn trên đường về, có ghé một người bạn để mà thăm. Thì sau khi anh chị trên đường về thì không may là chạy đã xe đã lọt vào lề, thì ngã ngang té, thì bà chị ngã xuống thì đập đầu vào trong cái cạnh của lỗ đan, còn chồng thì văng qua một bên. Thì hiện giờ là nuôi não trong thời điểm đó thì nuôi não của chị luôn. Thì chị đã vượt qua không khỏi, đã chút hơi thở vào lúc 22 giờ 0 phút ngày 20 tháng 4 năm 2024 ha cô chú anh chị, nhằm ngày 12 tháng 3 năm Giáp Thìn, chị hưởng dương được 46 tuổi. Thưa cô chú anh chị, thì đây nè cô chú anh chị mình thấy thì hoàn cảnh cũng rất là khó khăn cô chú anh chị, gia đình thì cũng có hộ khẩu nghèo. Đây, em Tài xin phép được quay vòng cho cô chú chị mình xem. Nhìn chị cũng còn rất là trẻ, cô chú chị. Nhìn chị cũng còn rất là trẻ vậy.
Thì bây giờ em Tài xin mời cô chú anh chị vào bên trong để em gặp gia đình để hỏi thăm về cái tai nạn của chị. Thì đây là ngôi nhà của anh chị đó, cô chú anh chị thấy cũng rất là đơn sơ, Trung Quốc rồi cô chú anh chị ơi. Đó. Thì giờ chị qua đời thì bỏ lại ba đứa con nhỏ, thì Hòm Gương thì cũng được bên chạy Hòm hỗ trợ bà con ở nơi đây giúp đỡ hoàn cảnh của anh để vượt qua lúc này. Chị thấy nhà cửa là không có gì hết. Rồi giờ em Tài mời cô chú anh chị ra gặp anh Chuyển, gặp anh Dũng để hỏi thăm anh Dũng về cái vụ việc tai nạn này ha cô chú anh chị. Dạ em chào anh. Dạ, em anh chào. Anh thứ mấy anh? Anh thứ tư trong gia đình em. Thứ tư hả? Anh tên gì? Anh tên Trương Thanh Dũng. Trương Thanh Dũng hả? Dạ. Thì hôm nay em với anh Duy Khanh Vlog giờ ngủ có nỗi thương. Thấy cái hoàn cảnh của anh đó, nghe bà con nói thì anh gia đình anh cũng gặp một cái tai nạn. Thì hiện nay chị qua đời. Thì cái tai nạn mà về giao thông đó, thì anh có thể kể lại cho bà con biết là sao mà tới xảy ra nông nổi tới mà chị phải qua đời. Thì anh với vợ anh thì hai vợ chồng đi làm hồ, hồi đó giờ cũng vậy không à. Dạ. Rồi cái hôm bữa đó là tại anh với chị đi làm hồ về hơi tối. Dạ. Cũng đi làm thì làm chỗ khác. Dạ. Thì đi xuống nhà của cái người mà mình làm hồ lúc trước á chơi. Dạ. Rồi đi về nhà thì nó hơi tối rồi, rồi cũng gần tới nhà rồi cái chạy xe nó lọt lề. Dạ. Thì té bà xã té xuống thì cái nón ấy của mình á, bảo hộ nó, cái nón bảo hiểm nó bị văng ra ngoài. Dạ. Bà xã đập đầu xuống cái đường lộ đan. Dạ. Thì bị chấn thương sọ não. Dạ. Thì ra bệnh viện đa khoa nó cấp cứu thì nó gỡ hộp sọ nó nuôi, nhưng mà người ta cố gắng người ta lo cho mình chỉ được 5 ngày thì giờ anh qua không khỏi. Dạ. Vậy là bị khi mình ngã xuống và cái đầu của chị là đập vô trong cái cạnh lộ đan. Cạnh lộ đan. Ừ. Anh có bị sao? Anh thì anh không có bị sao, anh chỉ có bị chạy tay sơ sơ. Bây giờ chưa hết rồi. Tới giờ chưa hết. Bị mới có 5 ngày à. Anh chạy là nó lệch xuống cái lề nó xui rồi không? Mình lấy lên. Bởi vì nó cũng qua ngay chỗ đó là nó có cái gờ á. Cái gờ cái xe nó hơi tưng. Yeah. Dưới khoảng cách giữa cái mặt lộ đan với cái lộ đất ở dưới nó nó quá với, quá cao với xe. Dạ. Mình xe không xong mình lấy lên đâu được đâu, lên là ngã xe liền. Dạ. Lúc đó khoảng có mấy giờ anh? Ở khoảng 7 mấy 8 giờ em, nó cũng chằng vạng chập tối đó. Dạ. Mình có tránh xe nào không anh? Có tránh hai chiếc xe mà cũng hơi xa, chỉ khoảng 30-40 mét rồi anh mới lọt. Tránh trước ha. Tránh trước. Để tối ha. Vậy là có tránh xe. Có tránh xe. Rồi xong khi anh té thì có khoảng 2 phút thì có một chiếc xe chạy ngang. Yeah. Thấy tai nạn của hai vợ chồng anh té vậy đó. Yeah. Thì nó hỏi có sao không thì anh nói nặng lắm rồi, kêu chủ nhà giùm. Nó yeah. chạy vô nó kêu anh 12 ở ngay chỗ đó đó. Yeah. Đó rồi anh chạy ra anh điện người thân, anh điện này nè. Với thằng em rể ở bên trong. Yeah. Anh điện luôn xe taxi lại rồi đưa hai vợ chồng đi. Lúc đó bà chị bất tỉnh hay là bà chị còn bất đứng? Tỉnh luôn rồi em. Dạ. Rồi khi ra bệnh viện cấp cứu luôn, tới ngày mất luôn cũng không có tỉnh lại được. Dạ. Em tỉnh chuyển đi là hôn mê luôn. Hôn mê luôn, hôn mê sâu luôn tới giờ. Anh với chị hiện giờ là có mấy đứa con anh? Anh với chị kia có nhau ba đứa. Đứa lớn này thì 14 tuổi. Thằng trai kế là 10 tuổi, thằng nhỏ thì 6 tuổi. Dạ. Mình có quận đất gì nhiều không anh? Anh không có quận đất. Ông già cho được cái nền nhà, cất nhà. Lúc trước thì có nuôi heo, nhưng mà nuôi lỗ không à. Dạ. Yeah. Hai chồng chỉ có đi làm hồ sống. Chị cũng làm luôn? Đi làm luôn. Anh làm thợ chính chứ anh? Anh làm thợ chính. Chị cũng quen luôn. Chị phụ. Con gái còn học không anh? Con gái thì học được hết lớp 7 rồi nghỉ. Thì hoàn cảnh khó khăn á. Dạ. Yeah. Cho nó ở nhà, nó coi nhà này kia rồi. Còn yeah, hai đứa nhỏ còn đi học. Trong hai đứa em á. Đứa lớn này học lớp mấy anh? Đứa lớn này học lớp mấy? Lớp 4. Lớp 4. Nhỏ này vô mẫu giáo. Nhỏ này học mẫu giáo. Chị nó sáng đưa đi chiều rước về đó. Dạ.
Nhà cơm nước này kia đồ cũng chị lo hết. Nếu mà anh chị thì đi làm hồ mà nuôi ba đứa con đi học thì chắc cũng đó đắp vào đó ha. Không có dư mà còn thiếu nè. Dạ. Về đóng tiền này tiền kia, tiền ăn tiền học rồi quần áo sách vở cho nó nữa. Dạ. Anh có hộ khẩu nghèo không? Hay là anh có hộ khẩu nghèo. Có hộ khẩu nghèo luôn hả? Có hộ khẩu nghèo chứ nếu không mà được rồi mà đi ra ngoài bệnh viện thì chắc chịu không nổi đâu. Dạ. Tốn tiền dữ lắm. Dạ. Vì là có hộ khẩu nghèo thì tiền viện phí thì mình cũng đỡ anh. Cũng đỡ, mình chỉ có tiền mình bồi dưỡng này kia rồi cho. Dạ. Bảo hiểm. À, có đóng tiền viện là 3 triệu. Thì xuất viện ra thì nó trả lại cũng được 834 ngàn. Dạ. Tính ra là chị nằm viện được khoảng bao lâu anh? Chị nằm viện được 5 ngày với cái đêm mình mới chuyển ra nữa là cũng như 5 ngày 1 đêm. Dạ. Anh gặp tai nạn ngay bữa chủ nhật. Dạ. Ngày hôm qua về xe đưa về tới đây là đâu cũng gần 12 giờ 11 giờ. Dạ. Thì tới 15:30 là bà xã mất. Dạ. Chị là tên gì anh? Chị tên Nguyễn Thị Chuyển. Năm nay chị bao nhiêu tuổi anh? Chị 46 tuổi. Sao còn anh? Anh 47. 47. Hai chồng tuổi tốt quá trời luôn mà gặp khó khăn lắm. Nó xui. Dạ. Rồi nữa cho đưa chị về ăn nghỉ ở đâu anh? Ở phần đất nhà sao ơi? Sao mình còn sao? Ừ, còn sao? Đâu phần mộ ông già bà già cũng mới mất. Mẹ thì năm rồi mất hồi tháng 2. Dạ. Ba thì tháng chạp 24 tháng chạp. Dạ. Cũng mới mất. Vậy là cha mẹ của anh cũng mới qua đời nữa ha. Mới qua đời. Dạ. Khổ càng thêm khổ, bây giờ anh với chị là hai người lao động nuôi ba đứa con. Ừ. Mà bây giờ chị không may thì đã ra đi trước rồi bỏ lại ba đứa con, giờ gánh nặng lại dòng anh nữa. Dòng anh đó, anh cũng hết biết làm sao. Anh có dự tính gì không? Bây giờ thì anh đi làm mướn không, mà giờ anh cũng đâu có dự tính gì được đâu. Nghề của anh thì nghề thợ hồ. Nghề thợ hồ mà bây giờ trong nông thôn mình giờ làm ăn anh cũng bấp bênh, đâu có làm điều được đâu. Bữa có bữa không. Khó khăn. Hai người làm nuôi ba đứa con không nổi, bây giờ còn lại một mình nữa. Bé nhỏ bị bệnh hay gì vậy? Ba đứa nó rồi nó nghe mẹ nó bị tai nạn rồi nó nhà nó buồn nó bệnh rồi giờ dưỡng út nó cũng đi chích hai bữa nay. Dạ. Thì hai đứa lớn thì nó đỡ rồi, còn đứa nhỏ thì nó cũng còn hai lớn thì biết đứa nhỏ nó biết không anh? Biết mẹ mất không? Nó vô tư, mẹ nó mất rồi nó cũng giỡn, nó có biết gì đâu. Dạ. Anh chấn thương chỗ cái tay đó không còn chỗ nào nữa không? Không. Tại vì anh đi anh chạy thì nói chung anh chạy cũng từ từ không à. Dạ. Đó giờ chạy trên lộ này anh chạy 30-40 à. Dạ. Chứ không có chạy lẹ. Mà giờ bà xã anh mất cũng gì nó không có chấn thương gì chứ. Chỉ có té là đập cái đầu vô đó là chỉ có bể cái đầu đó thôi. Dạ. Mà nó xui không biết nó té nó có anh thì anh bay rồi anh mình mà té mà mình đâu có để ý biết được gì đâu. Dạ. Không biết cách nào mà nó văng được cái nón ra ngoài. Cái nón bảo hiểm cũng do nguyên do là mình chắc có thể là dài không không chặt á, hơi lỏng quá. Dạ. Cho là mình dài cái nón hơi lỏng cũng dở, khi mình té lăn ra ngã ra là là cái nón nó xước ra trước, nó mới ảnh hưởng như đụng cái đầu vào gạch rồi này kia rồi nó mới bị chấn thương chứ. Mà bởi vì cái lộ á là lúc trước nó đổ là 10 phân rồi, cái độ không đạt chất lượng, sau này cái nhà nước đổ lên thêm 10 phân nữa. Dạ. Là cái lỗ mới luôn, cái cạnh nó quá thì bé. Thành ra là hai tấc. Ừ. Hai tấc mà lúc mình ngã là đập vô cạnh. Đập nữa. Vô cái cạnh nữa. Dạ. Đập vô cái cạnh. Theo nguyên tắc còn thì tư gói là không có mất miếng thịt hay là không. Dạ. Bị thương thì nguyên tắc thì anh chạy xe hai bánh thì không bao giờ anh lấy lên lời, khi xe lề xuống anh lấy lên là xe té liền. À. Đó, nguyên tắc cơ bản. Dạ. Thì khi học lái xe là mình để cái lề nó với cái bậc đất, cái lộ với cái bậc đất bình thường nó sẽ có cái độ cao thấp. Đúng rồi. Hai cái lộ với cái bánh xe nó song song thì anh không bao giờ lấy không bao giờ lấy lên cái cổ mà lên cái được, anh phải có cái độ thẳng đứng nó mới lên được.
mà khi nó sụp xuống là mình quản à, mình dạ. Trốn rồi rồi dạ. Mình không có làm chủ được. Đêm ban đêm mà anh có thấy đường rõ không anh? Cũng rõ mà xe anh thì nó cũng hơi tối. Nói chung là cái chiếc xe là bằng không đủ tiền cái sách đi cầm. Đi cầm 5 6 tháng trời rồi mới chuộc lên được có 3 ngày đó. Dạ. Đèn đuốc là nó cũng hơi tối nha. À, đèn đuốc nó cũng hơi tối. Bởi vì khi mà ngã xuống là anh văng ra một bên, chị văng ra một bên. À, anh văng ra một bên. Dạ. Bà xã thì văng ngược lại sao? Lúc đó có ai phát hiện là anh chị té không? À, ngay cái lúc té thì không ai phát hiện. Chừng 2 phút sau mới có người chạy ngang qua mới phát hiện. Người ta mới chở anh chị. Người ta mới chạy vô chủ nhà. Người ta chạy lại, bởi vì cũng cách chủ nhà là cũng khoảng 60 mét, cũng như bằng đây qua bên chỗ bụi cây vậy đó. Yeah. À, chủ nhà không hay, chủ nhà bởi vì có cổng rào nữa. Yeah. Thì đâu nhờ anh đó, anh hỏi gì cái anh thấy tai nạn, vậy cái anh chạy vô chủ nhà anh kêu giùm. Yeah. Bởi vì anh đó anh cũng không biết mình. Yeah. Kêu giùm cái chú 12 trong á, ông mới điện, thằng, mấy hai anh em gửi chạy vô. Yeah. Chơi nhớ mẹ không chơi? Yeah. Chắc cỡ tuổi này là biết rồi. À, cỡ tuổi này biết chút đỉnh rồi. Yeah. Gái 14 tuổi hay không? Con tên gì? Bây giờ như giờ hiện giờ mẹ đã bỏ lại ba đứa con rồi đó, còn là cha thì con có gì tính gì không để tiếp cho cha không? Hiện tại thì con chưa đi với nhà phụ nhất. Còn nhỏ ha. Giờ trước tiên là con muốn giúp cha thì trước tiên là con lo được hai đứa em để cho cha có thời gian để mà đi làm để kiếm tiền mà nuôi ba đứa con. Giờ con nhỏ đâu kia làm gì được đâu. Giờ cũng khó nữa. Bây giờ thời gian tới thì giờ nhờ nó đưa em đi học ở nhà cơm nước cho em, coi nhà coi cửa thôi. Dạ. Anh thì cũng phải đi ra đi làm. Yeah. Chỉ biết làm hồ thôi chứ đâu có biết làm nghề gì khác nữa đâu. Yeah. Rồi con gái ha, nghỉ học có lâu rồi? Con có thích học không? Có muốn đi học lại không? Cũng muốn. Nhưng mà con ở nhà coi em. Con ở nhà đi em. Vì điều kiện, vì hoàn cảnh buộc phải nghỉ học đúng không? Chứ con muốn thích học đúng không? Nghỉ học một năm 14 tuổi giờ nó cũng ngại rồi. Hết một năm mà còn học thì nó tốt quá. Nghỉ trước rồi. Rồi, anh là từ đó giờ là gia đình của anh ở đây luôn. Còn chị ở đâu anh? À, quê vợ anh là ở dưới Thiên Nam Biển. Bên chị đâu cũng khá rồi không anh? À, chị thì cha mẹ mất sớm, chị có một mình là mồ côi. Ừ. Ừ. Vì sống với anh thì chỉ có hai vợ chồng mà tự mần tự ăn thôi đó. Yeah. À, còn ba mẹ của anh đó thì cũng nghèo. Nhà này là nhà nước cất cái nhà tình nghĩa cho. Yeah. Rồi, ông bà thì chỉ có cục đất này thôi, chia anh cái nền nhà với thằng Út cái nền nhà. Dạ, chú cái bên ha. À. Thì tụi em là Ngô Kết Nối Thương cùng với Tài Ông Minh Thượng với Thanh Vlog trước tiên là chia buồn gia đình mình nha anh. Thì cũng mong anh là cũng sớm gắng cố gắng mạnh mẽ. Chị ra đi rồi để lại cho anh thêm ba đứa con, cho anh là mọi gánh nặng phải dồn hết trên đôi vai của anh. Thì tụi em đến đây thì trước tiên là chia buồn, thứ hai cũng có một ít quà để gửi đến anh để san sẻ cho anh trong lúc khó khăn này. Thì mình gửi cho anh luôn đi. Mấy em giúp đỡ anh thì anh mang ơn nhiều lắm. Dạ. Khi mà tụi em chia sẻ clip này lên thì tụi em cũng mong là gia đình mình có duyên với Quý Mạnh Thường Quân, thấy được hoàn cảnh của gia đình anh mà có thể mà chia sẻ mà giúp đỡ cho anh được phần nào hay phần đó nha anh. Anh cũng cảm ơn em trước nha. Cũng cảm ơn nếu mà những Mạnh Thường Quân mà ủng hộ cho gia đình mà vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn này thì anh cũng không biết nói gì hơn. Dạ, chỉ nói lời là vô cùng cảm ơn. Dạ. Anh Hồng Gương này nhiều tiền dữ không anh?
Hòm riêng này là bên chai hòm Thiện Hiền á. Dạ. Cho anh ta tài trợ, ta hỗ trợ cho gia đình với bà con cô bác là ủng hộ vô với Thiện Hiền. Dạ. 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 À. Dạ. Bây giờ mình cũng đâu có đủ điều kiện đâu để mà mình mua. Dạ. Thì bà xã ở trên bệnh viện đa khoa về thì cũng Thiện Hiền đưa xe ra rước. Dạ. Việt Nam mình giờ có cái cũng có cái nhiều chuyến xe thiện nguyện không đồng cũng rất là hay, rất ý nghĩa, giúp cho được những bà con mà khó khăn giống như hoàn cảnh của anh vậy nè. Cũng là thì anh thấy mấy em làm cái việc này là cũng ý nghĩa đó, cũng hy vọng là sẽ giúp đỡ được rất nhiều người. Dạ, thưa cô chú chị, thì hôm nay Út Kết Nối Thương cùng với em Tài Ô Minh Thượng Di Khanh Di Lóc thì trước tiên đến thăm nhà của anh Dẫn và chị Chuyển. Thì không may thì chị Chuyển gặp tai nạn đã qua đời, thì hôm nay ba anh em có mặt tại đây để chia sẻ hoàn cảnh của anh Dẫn và chị Chuyển để giúp anh một phần gánh nặng nào. Dạ. Thì hôm nay em Tài cũng có mặt đến đây, thì em Tài xin trước cái tiền lương của em Tài kìa để gửi cho anh Chuyển là 500 để phụ tiền nhân khối cho chị nha. Dạ. Cũng biết ơn mấy em đã đến chia sẻ. Dạ. Chúc mấy em sẽ giúp được nhiều người những vấn đề cơ khổ như vậy. Dạ. Dạ. Dạ thì em cũng có một phần quà để gửi đến anh, mà mong anh cũng sớm vượt qua khó khăn này. Thì khi clip của tụi em chia sẻ lên thì em cũng mong là có quý mạnh thường quân đến để mà giúp đỡ gia đình mình nhé anh. Thì có một người anh ở bên Úc gửi anh 50 đô Úc tương đương với là 800 ngàn, em sẽ gửi anh nha. Dạ, anh cảm ơn anh. Dạ, anh Mẫn ở bên anh Úc. Mẫn ở bên Úc rất dạ, nhiều dạ. Đã giúp đỡ và chia sẻ khó khăn với gia đình. Dạ. Nhiều cuộc biết ơn. Dạ, cũng xin cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Thì cô chú anh chị ơi, thì Út với em Tài thì tiền quỹ hôm ngày cũng với mình quân gửi đã hết rồi, thì hôm nay cũng là tình cờ thì gia đình của anh Dẫn đã có người vợ là gặp nạn bị té xe đó cô chú anh chị, chấn thương sọ não, thì không may là bác sĩ cũng tận tình cứu chữa khoảng 5 ngày nhưng mà không qua khỏi. Thì chiều nay là mơi là 9 giờ mai chôn. Cho nên thì cô chú anh chị xem được clip này thì nhớ chia sẻ lên để mà giúp đỡ được anh phần nào hay phần nấy, cô chú anh chị mong là quý mạnh thường quân thấy được để mà giúp anh được phần nào. Dạ. Không biết nói gì hơn, chỉ xin cảm ơn mấy em với tất cả mạnh thường quân. Dạ. Thưa cô chú anh chị, sẵn đây em Tài cũng xin cô chú anh chị thấy được cái hoàn cảnh của anh Dẫn đây. Thì nếu mà có cảm thấy mà thương hoàn cảnh của anh Dẫn, hiện giờ là còn nuôi ba đứa con nhỏ, là hai đứa con nhỏ đang đi học và một đứa lớn thì vừa hoàn cảnh gia đình không thể nào mà để nuôi con đi học được nữa, thì cho nên là bé đã tạm thời nghỉ học. Thì giờ chỉ còn lại hai đứa nhỏ thế này, thì mình nên anh thì đi làm hồ mà để nuôi hai đứa nhỏ thì cũng hơi vất vả. Nay thì chị đã qua đời rồi. Thì cô chú anh chị thấy thương hoàn cảnh của anh Dẫn đây thì gửi tiền về ủng hộ cho anh Dẫn thì thông qua kênh YouTube là Ngũ Kết Nối Thương, hoặc em Tài Ô Minh Thượng Kiên Giang, hoặc là kênh Vi Khanh Vlog, thì em ba anh em của em sẽ đến đây để gửi tiền cho anh Dẫn để giúp đỡ anh Dẫn vượt qua những lúc khó khăn thế này. Hiện giờ còn lại là mấy đứa con nhỏ đang đi học thôi cô chú anh chị. Có thể đến đây là chỗ nào anh? Đến đây là ngay ấp Cây Bàng, xã Vĩnh Hòa, Ô Minh Thượng, Kiên Giang. Dạ đúng rồi. Nơi đây là ấp Cây Bàng, xã Vĩnh Hòa, huyện Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Cô chú chị gần đây thì có thể trực tiếp đến đây. Còn mà nếu mà ở xa thì cô chú chị có thể gửi qua trung kinh của Ngô Út, Ngạc Trang Tài, một phần Di Canh. Thì mấy anh sẽ trực tiếp đến để giao tiền để cho Ngô Út. Giờ mình, anh em mình ngừng ha nút à. Thưa cô chú chị, thì chắc lẽ là em Tài và anh Ngô Út Kết Nối Hương và Vi Khanh Vlog xin tạm ngưng video tại đây. Chúc quý cô chú anh chị xem video thật nhiều sức khỏe luôn luôn, nào cũng làm ăn thành công trong cuộc sống. Anh Tài xin tạm ngưng tại đây rồi cô chú anh chị. Xin cảm ơn. Cố gắng lên anh nha. Rồi, anh cũng phải cố gắng hết mình nha. Rồi, anh cảm ơn mấy em nha. Rồi, xuống coi. Thưa quý cô chú anh chị, thì sau khi đi ra ngoài, anh Trung nhận thuốc về
thì em Tài sẽ quay lại cái cửa hàng của em Tài cho quý cô chú anh chị mình xem. Thì hiện nay em Tài đang chia sẻ sản phẩm ngải đen ngải chống độc cao Trung Sơn. Đây là hộp viên nhỏ. Hộp viên nhỏ này là nó trên 260 viên. Thì cô chú anh chị mình sử dụng được một tháng cô chú anh chị, với cái giá là 450.000. Thì đây là hộp viên lớn nữa, đây là quý cô chú anh chị. Hộp viên lớn này thì nó trên 600 viên. Cô chú anh chị mình sử dụng gần 2 tháng rưỡi rồi cô chú anh chị. Sáng uống 3 viên, chiều uống 3 viên, uống liên tục 3 ngày. Tới ngày thứ tư tăng lên sáng 5, chiều 5. Thì sau khi đó cô chú anh chị mình sử dụng cái sản phẩm ngải đen ngải chống độc cao Trung Sơn này thì nó rất là hành đa bao tử mình. Tại vì trước khi nó muốn điều trị một cái chứng bệnh nào đó, nó sẽ hành mình lên một cái rồi nó sẽ điều trị cho mình. Bởi vì em Tài được một người thầy ở trên núi gửi tặng cho một cái bài thuốc là trị đa bao tử. Thì em Tài sẽ kết hợp chung với sản phẩm ngải đen ngải chống độc cao Trung Sơn. Khi cô chú anh chị mình mua một sản phẩm ngải đen ngải chống độc cao Trung Sơn như thế này thì em Tài sẽ gửi tặng cho cô chú anh chị mình thêm một hộp thuốc trị đau bao tử để cô chú anh chị mình sử dụng sẽ không bị hành bị đau bao tử hả cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị cứ mua một hộp sẽ được tặng cho một hộp đau bao tử. Thì nếu mà nhà mình có hai người bị đau bao tử thì cô chú anh chị mình cứ nói lên, em Tài sẽ gửi tặng cho cô chú anh chị mình là hai hộp. Tài sẽ hướng dẫn cho cô chú anh chị mình sử dụng cái sản phẩm đau bao tử này xong rồi em Tài sẽ dẫn cô chú anh chị mình qua bên chỗ bệnh nhân ha. Thì đây là sản phẩm mà thuốc trị đau bao tử. Cô chú anh chị mình dặn cái nắp ra. Dặn cái nắp ra ha. Lấy một cái muỗng cà phê quay cái cán lại, dít lên một miếng nhỏ thôi cô chú anh chị, dít lên một miếng nhỏ thôi cái mình ngậm. Mình ngậm bỏ miệng mình ngậm, cảm thấy mặn mình uống nước ấm vào là xong. Nước mình nấu sôi để mắm lại, mình múc một lượng rất là ít rồi mình bỏ vô miệng mình ngậm. Cảm thấy mình mặn mặn cái mình uống nước ấm vô là xong thôi cô chú anh chị. Sáng chiều giống nhau. Uống vào bụng đói, sáng uống xong cái đầu khi nào ăn cơm xong mình uống thuốc cao Trung Sơn vô. Và chiều cũng vậy, chiều cảm thấy đói bụng sử dụng sản phẩm này trước, ngậm một miếng rồi xong cảm thấy mặn uống nước ấm vô, rồi khi nào ăn cơm xong uống thuốc cao Trung Sơn vô thì bảo đảm của chú anh chị mình sẽ không bị hành về cái bao tử của mình, là yên tâm mà để sử dụng sản phẩm ngay đây ngay chống độc cao Trung Sơn như thế này. Thì bên cạnh đó em Tài vẫn có là chia sẻ về sản phẩm là mật ong gừng nguyên chất để mình kết hợp chung với sản phẩm mà ngải đen ngải chống độc cao Trung Sơn thì nó sẽ tăng cái liều lượng thuốc lên gấp đôi hơn cô chú anh chị, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì đây một chai mật ong gừng nguyên chất như thế này nè quý cô chú anh chị, là đây là cái chai này là một xị. Thì em Tài chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình để sử dụng chung với sản phẩm ngải đen ngải chống độc cao Trung Sơn. Và kế tiếp thì em Tài vẫn có chia sẻ về cái sản phẩm này là sản phẩm sữa hạt canxi cao Trung Sơn. Đây là cô chú anh chị, sữa hạt canxi cao Trung Sơn thì nó rất là nhiều thành phần trong này luôn. Nó giúp cho mình là bồi bổ sức khỏe, và bệnh nhân mà sau khi mà bệnh đó cô chú anh chị cần phục hồi sức khỏe thì sử dụng sản phẩm này nó rất là tốt luôn. Và cái chương trình hộp này thì hiện nay còn đang tặng một cái ly ha cô chú anh chị, một cái ly sứ cao cấp. Cái ly này giá nhập gần mấy chục ngàn cái ly của chú anh chị, nhưng mà giá một cái là đã 80 ngàn rồi. Một cái ly sứ như thế này nó rất là bự luôn. Cái hộp sữa canxi cao Trung Sơn này là 360 ngàn thôi cô chú anh chị. Đó. Và kế tiếp bên cạnh là em Tài vẫn còn đang chia sẻ về sản phẩm Amacong. Amacong và chuối hột gừng thôi cô chú anh chị. Sản phẩm này là em Tài nhập tại quê hương Đắk Lắk của chú Tài Buôn Mê Thuột. Đây nè. Tại quê hương của chú Tài ở Buôn Mê Thuột mà cô chú anh chị. Sản phẩm này là Amacong, là của mà nhập trong viện bảo tàng đó. Còn đây là chú hột gừng, cũng là trong viện bảo tàng ha cô chú anh chị. Sau khi đi về quê hương của chú Tài chơi đó thì em Tài đã nhập về hai sản phẩm này để chia sẻ cho bà con. Cái này để ngâm rượu uống ha cô chú anh chị, rất là tốt cho sức khỏe mình luôn, giúp mình bồi bổ sức khỏe, lưu thông khí huyết, rồi đổ mồ hôi tay mồ hôi chân thì nó rất là tốt ha. Em Tài cũng có ngâm một bình rất là lớn luôn. Thì còn đây là sản phẩm về bột. Bột này là hộp bột nhỏ. Hộp bột nhỏ này là nó 150g. Thì cô chú anh chị mình sử dụng được 15 ngày hả cô chú anh chị? 15 tới 20 ngày. Thì cái sản phẩm này thì nếu cô chú anh chị mình là không bị mà tiểu đường thì mình kết hợp chung với mật ong này. Là trong cái trung hợp này nó sẽ có một cái muỗng. Mình múc nửa muỗng, pha với một muỗng mật ong, quậy với nước ấm, là mình nấu nước sôi lên để ấm là quậy được, uống được thôi cô chú anh chị. Một lượng nước khoảng có một cái ly nhỏ thôi. Một cái ly như thế này là được nè cô chú anh chị. Đây, một cái ly như thế này thôi. Đó, cái lượng nước bằng khoảng một cái ly này là được à. Là mình pha với mật ong để mình uống thôi cô chú anh chị. Nếu mà mình không bị tiểu đường ha, mình uống liên tục 3 ngày, tới ngày thứ tư mình tăng lên là một muỗng đầy nha.
một món đầy kết hợp chung với mật ong thì lượng thuốc nó sẽ tăng lên gấp đôi, nó rất tốt luôn cho sức khỏe của chú anh chị mình. Và đây là cái hộp lớn, thì hộp lớn này thì nó 320g thì nó ngợi hơn là được 20g. Hộp lớn này là trị giá là 700.000 thôi cô chú anh chị mình. Hộp lớn này là 700.000 thì cô chú anh chị mình cũng sử dụng y gan như cái hộp nhỏ vậy đó. Đây là dạng bột là 320g. Tất cả sản phẩm khi cô chú anh chị mình mua bên em Tài sẽ có một cái mộc trên YouTube Tài U Minh Thượng Kiên Giang như thế này ha cô chú anh chị. Và hai số điện thoại của em Tài đó. Và thêm một số điện thoại của nhân viên nữa. Số điện thoại nữa là 0972 757875. Và số điện thoại là 0945 101 202. Và số điện thoại 0945 101 203. Là sẽ gặp bên em Tài để mà mình tư vấn về sản phẩm này khi cô chú anh chị mình cần đến ha. Thì thông báo với cô chú anh chị mình, hiện nay là sản phẩm ngải đen ngải chống độc Cao Trung Sơn chưa có thuốc giả, thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm mà mua sử dụng. Và tất cả các hộp thuốc đều có cái tem là ở trên nắp này như vậy ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình mua sản phẩm nhớ để ý cái nếp này giúp mình Tài ha. Đó, Tài U Minh Thượng Kiên Giang là trên một bất kỳ hộp thuốc nào cũng phải có một cái tem như thế này. Rồi để em Tài nói về cái mà sản phẩm chị đa bao tử này tại sao là em Tài có nhưng mà những chỗ khác không có. Thì hiện nay anh Út cũng lấy cái sản phẩm này để chia sẻ cho bà con. Thì lúc trước em Tài có chia sẻ một cái hộp thuốc này cho một cái cô ở trên núi là cổ bị đau về xương khớp. Sau khi cổ sử dụng cái sản phẩm này thì cổ thấy hết nhức xương khớp nhưng mà cổ lại bị đau bao tử. Đau bao tử thì cái bài thuốc này của cổ là được gia truyền lại rất là lâu đời rồi. Thì cho nên là cổ mới làm ra cổ sử dụng. Khi bị đau bao tử lên cổ mới làm ra sử dụng thì cổ sử dụng được 4 ngày cái hộp thuốc này nè, 4 ngày thì cổ sẽ không bị hành bị đau bao tử nữa. Cho nên cổ sử dụng cái sản phẩm này rất là tốt, rất là khỏe luôn. Và sau khi đó cổ mới gửi cho em Tài cái bài thuốc này để làm bán cho bà con với cái giá rẻ. Thì em Tài mới lên tiếng là bây giờ là con làm cái sản phẩm này ra con tặng cho bà con luôn được không. Thì cổ mới nói nếu mà được vậy thì tốt. Thì đó, thì hiện nay em Tài làm cái sản phẩm này ra để tặng cho gửi tặng cho bà con mình chứ không có bán. Vào thứ hai hàng tuần cô chú anh chị mình cứ gọi điện vào số điện thoại mà em Tài để chơi dưới màn hình đó là sẽ gặp nhân viên em Tài sẽ gửi tặng miễn phí cho bà con. Bà con chỉ trả tiền ship thôi. Còn cái sản phẩm này thì em Tài sẽ chia sẻ xin nhận tiền lại là mua một sản phẩm này sẽ được tặng một hộp thuốc này. Nếu nhà mình có hai người bị đau bao tử thì cô chú anh chị cứ nói lên để nhân viên bên em sẽ gửi tặng cho cô chú anh chị mình hai hộp như thế này ha cô chú anh chị. Em Tài may rất là may mắn thì được cô chú anh chị mình là ủng hộ cho nên ngày hôm nay em Tài mới có được cái nút bạc là Tài U Minh Thượng Kiên Giang. Đó là em Tài cũng có một cái gì đó gọi là một cái uy tín nhỏ nhỏ trên kênh YouTube cho nên được kênh YouTube tặng cho một cái nút bạc gửi từ bên nước ngoài về cô chú anh chị. Từ công ty mà tập đoàn của mà YouTube á gửi tặng cho em Tài một cái nút bạc khi em Tài đủ lượt tin tưởng, đủ lượt đăng ký thì YouTube mới gửi tặng cho một cái nút bạc như thế này. Đó, rồi bây giờ em Tài xin mời